Thưa quý vị, tình trạng nghẽn mạng wifi chập chờn là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thường gặp, đặc biệt là tại các gia đình ở chung cư hay là những địa điểm công cộng, quán cà phê, nơi nhiều người cùng truy cập một lúc. Xuất phát từ nhu cầu của người dùng với một giải pháp triệt để, bộ wifi xuyên tường, độ phủ rộng 600m, không góc chết có tên là Mesh AB Wi-Fi đã được chính những kỹ sư Việt Nam từ VNPT Technology nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Đây cũng là lý do khiến bộ giải pháp có tính ứng dụng cao này đã được vinh danh trong nhóm các sản phẩm giải pháp phần mềm thương mại tiêu biểu của Việt Nam, giải thưởng Sao Khuê 2020. Dù hệ thống mạng Mesh AB hoàn toàn không cần kéo dây mạng qua các điểm truy cập, nhưng tín hiệu của nó lại có thể trải trong quy mô rộng lớn mà các bộ phát sóng hay bộ kích sóng Wi-Fi bình thường không thể đáp ứng được. Các thiết bị Mesh AP cũng có khả năng kết nối lại với nhau để khởi tạo mạng lưới Wi-Fi đồng nhất. Ngoài ra, Mesh AP cũng dễ dàng thiết lập mở rộng, chuyển tiếp tín hiệu giữa các thiết bị, chuyển mạch tự động với tốc độ truyền dẫn cao, tự động san tải và băng thông, hạn chế tối đa tình trạng nghẽn mạng. Bộ thiết bị cũng có khả năng tự sửa chữa, khởi tạo kết nối thay thế khi kết nối giữa các điểm thu, phát gặp sự cố. Đặc biệt, khả năng xuyên tầng, xuyên tường mạnh của Mesh Wi-Fi cũng thích hợp với các mô hình nhà ống, chung cư thông dụng ở Việt Nam. Cái công nghệ Wi-Fi thì khá là phổ biến. Tuy nhiên thì cái đặc thù của Việt Nam là cái địa hình triển khai nó sẽ là khá khác nhau. Mà chỉ có ở thị trường Việt Nam mới có, ví dụ như ở Việt Nam thì có những cái kiểu nhà như là chung cư là trên một mặt sàn, tuy nhiên cũng rất nhiều, càng phổ biến là nhà ống nhiều tầng. Thế thì những cái hãng, kể cả những hãng nước ngoài, mặc dù có thể người ta có thâm nhập thị Việt Nam nhưng người ta không khó thể đáp ứng được những cái nhu cầu đặc thù như vậy, thì bên chúng tôi về đơn vị là tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thì có thể đáp ứng được, có thể tự chủ làm những cái đáp ứng những yêu cầu đó và phù hợp với những nhu cầu đặc thù Việt Nam. Một bộ ba thiết bị Mesh AP có thể tạo lập vùng phủ sóng lên đến 600m² và không có góc chết. Nhờ tính ổn định cao, khả năng phủ sóng rộng cũng như sự tiện lợi trong việc cài đặt cấu hình mà công nghệ này hoàn toàn có thể đáp ứng được hầu hết nhu cầu sử dụng kết nối Internet của các đối tượng khách hàng khác nhau, đặc biệt là phù hợp với những nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, văn phòng và nhà hàng. Trước đây thì cửa hàng nhà mình thì dùng những cái kích sóng của các hãng khác thì thường thường thì sẽ bị lỗi mạng hoặc là bị nghẽn mạng. Thì từ lúc nhà mình sử dụng cái kích sóng bên của VNPT thì mạng đường truyền ổn định hơn, khách hàng thì cũng ít phàn nàn hơn về chất lượng của mạng, độ phủ sóng thì nó sẽ rộng hơn các hãng khác. Thì cục wifi nhà mình thì ở tầng 2, nhưng mà khi mà từ khi sử dụng Mesh Wi-Fi thì mình có hoàn toàn có thể sử dụng Wi-Fi và lướt mạng rất nhanh, kể cả khi mình đang ở trên tầng 3 hoặc là sân thượng. Theo công bố của VNPT Technology, ngoài việc đáp ứng được những yêu cầu đặc thù của người dùng Việt Nam, bộ giải pháp Mesh AP còn là một trong những công nghệ Wi-Fi thuộc thế hệ mới, có độ bảo mật cao với hệ thống bảo mật 3 lớp, giúp người dùng hạn chế tình trạng thất thoát hay bị đánh cắp thông tin.